Đi bể bơi ông ơi, đi tắm biển ông ơi, 5, 6, 7, 8 anh em mình đi chơi. Đi bể bơi ông ơi, đi tắm biển ông ơi, 5, 6, 7, 8 anh em mình đi chơi. Đi đập vịt ông ơi, đánh bia ông ơi, 5, 6, 7, 8 anh em mình đi chơi. Đi đập pet ông ơi, ra quần net ông ơi. Ê. Đời nó có là mấy khi mà đéo hiểu sao ngày hôm qua ông phải làm như thế. Sao nhở? Bỏ ngay em Hương đấy đi, bảo em mới xinh xắn cu tè, đúng là ông u mê. Ra đây bố xong anh em đổi chủ đề. Plan đi chơi hôm nay không cần cụ thể. Freestyle đi đi ông ơi, đừng để con Jordan ông mới mua. Ngồi một góc chơi vơi và let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Làm từ Running Man. Vẫn làm từ Running Man. Vẫn làm thì football hay. Bộ quả, ok. Tôi có nhiều kiểu rap và nó luôn có nhiều groove. Tôi phải chia nó ra vì nó có quá nhiều gu. Tôi lên ba lông chó, bộ củi căng như tiểu phu. Tôi đi ra EZ, bắn thuốc lào trong chiều thu. Tôi có thằng em Quang, cần mua giày nó săn điều. Tôi vẫn sẽ làm nhạc, kể cả chỉ có 100 view. Tôi có đôi bi tít, để chân tôi được nâng niu. Tôi có chiếc kiểu flow và nó vẫn như sân siêu. Order size 43 là chân tôi nó vừa khít. Đéo ai ngoài logi, nhạc vừa chill lại vừa lit. Thằng hùng logistic, trước nó học ở ngoại thương. Bảo vẫn tôi sòng sánh như là đại dương. Nếu đôi mình yêu nhau thì anh bảo là ý trời. Nếu mà em vẩy tay anh sẽ bảo là ý sời. Nếu nhảy trong AK chắc tôi vô địch đương kim. Còn chơi game kinh dị chắc tôi nhường em dương phim. Nếu thấy tao trên đường bảo đám bạn chào tao. Paying homage cho anh na, đừng dám đào tào lao. Đi đường sông thả rông, ông táo bạo làm sao. Ông lại quên kéo khóa, ông ngáo 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 ngáo. Bắn thuốc lao bằng dao, xong phải uống nước điếu. 12 tuổi mộng tinh, thằng chỉ đáy ướt chiếu. Tết gọi sinh tổ AH tận 50k. Nhưng chả đá 3k thì kêu đắt quá. Đi bể bơi ông ơi, đi tắm biển ông ơi, 5, 6, 7, 8 anh em mình đi chơi. Đi bể bơi ông ơi, đi tắm biển ông ơi, 5, 6, 7, 8 anh em mình đi chơi. Đi đập vịt ông ơi, đánh bia ông ơi, 5, 6, 7, 8 anh em mình đi chơi. Đi đập pet ông ơi, ra quần net ông ơi. Đời nó có là mấy khi mà đéo hiểu sao ngày hôm qua ông phải làm như thế. Bỏ ngay em Hương đấy đi, bảo em mới xinh xắn cu te, đúng là ông u mê. Ra đây bố xong anh em đổi chủ đề. Plan đi chơi hôm nay không cần cụ thể. Freestyle đi đi ông ơi, đừng để con Jordan ông mới mua. Ngồi một góc chơi vơi, ok đưa em về Thanh Hóa. Ra biển bảo tao thích mi. Thằng mọc thấy nàng tiên cá, nó ra biển chăn rau Disney. Mọc chưa kịp bơi ra biển, nàng tiên cá đã tự biết đi. Mời tiên cá cà phê Sầm Sơn, cá bảo thôi em bị trĩ. Xong rồi tôi mới tự nghĩ, thế rap hay là do IQ. Hay là ông sẵn lờ một lúc là ra được 1 lín 3 tiền tỷ. Nhưng rồi tôi mới tự hiểu, tôi rap hay là do cả hai. Sự cân bằng quá tự nhiên, đừng cố đoán đâu chi là ai. Nếu tự tạo drama, ông phải trả giá. Quá nhiều đô la xanh nó biến nhà tôi thành làng lá. Dắt con ghê ông chơi đi Nike nhảy sao xa. Lướt nhẹ phát các em kêu đấy là tàn phá. Không chọn làm superstar khi tôi thừa sức. Đừng gọi tôi rapper, ông phải gọi tôi nơ sức. Làm nhạc phải an toàn, tôi phải hỏi là nơ sao. Hip hop mà như thế thì vô dụng từ chức. Đời nó có làm mấy khi mà đéo hiểu sao ngày hôm qua ông phải làm như thế. Bỏ ngay em Hương đấy đi, bảo em mới xinh xắn cu te, đúng là ông u mê. Ra đây bốn xong anh em đổi chủ đề. Plan đi chơi hôm nay không cần cụ thể. Freestyle đi đi ông ơi, đừng để con Jordan ông mới mua. Ngồi một góc chơi vơi, ok. Anh chỉ hôm nay rủ đi ăn đồ Tây. Thằng mình lại mặc trắng nguyên cả cây. Đi vào góc rồi thỏ tay vào ngăn đá, lấy kem, quẹt thẻ. Xong nhìn đầu khối tỏa ra, ngăn mì có mì nhà giàu. Dưới là mì phổ thông, bên phải là đồ giảm giá. Trách sang trái, đồ tự pha. Tự pha thì lấy cốc, khuyến mại sốc. Đừng mua vì bọn nó thải hết đồ hết hạn. Ăn sống đi ông tự mua. Ông không biết loa ở đâu á? Đâu? Loa đâu anh? Đây đúng không? Rõ ràng là không phải. Loa đâu anh? Phải!